Thưa quý vị, sở hữu một chiếc xe ô tô đầy đủ tiện nghi, sang trọng, giá rẻ, hiện đại luôn là niềm mơ ước từ rất lâu của nhiều người dân Việt Nam. Kỳ vọng năm 2018, thuế nhập khẩu linh kiện xe ô tô từ các nước ASEAN về 0% cùng với thuế nhập khẩu linh kiện về 0% thì niềm mơ ước trên của nhiều người lại càng có cơ sở hơn bao giờ hết. Chiếc xe Suzuki được nhập khẩu 100% linh kiện và lắp ráp tại Việt Nam. Nếu như theo chính sách thuế mới, đương nhiên thuế nhập linh kiện chỉ là 0%. Nhưng thực tế, chiếc xe này vẫn có giá cũ như thời điểm của năm 2017. Anh Phạm Khắc Nhu, nhân viên bán xe đã 8 năm cho biết, hiện Suzuki vẫn đang nghe ngóng và chưa thực hiện việc mua linh kiện mới lắp xe. Không còn xe nữa mà để người ta mua nữa. Vì là cái thông tư 116 của chính phủ Việt Nam ấy, thì là bây giờ chưa chắc đã nhập xe về được. Nếu mà có nhập được phải tầm cỡ cuối tháng 10 của năm 2018 may ra mới nhập được về. Vì nó cái thủ tục nó quá rườm rà. Đối với dòng các dòng xe nhập từ ASEAN về. Thế còn dòng xe Suzuki Swift này thì là nó đang dự án là đến tháng 4 nó sẽ lắp ráp trở lại. Còn theo anh Nguyễn Sĩ Huấn, nhân viên bán xe cho Hyundai Phạm Hùng, giá xe so với trước hiện đã giảm đáng kể. So với thời điểm cách đây 1 tháng thì chiếc Hyundai i10 đã giảm gần 40 triệu đồng. Anh Huấn cũng nhận định năm 2018 nếu giá xe có giảm thì cũng chỉ đôi chút. Sang năm nay thì có thể nó sẽ giảm thêm nhưng mà nó chỉ giảm đôi chút chứ không giảm nhiều. Cái dự kiến sẽ là như thế nào? Dự kiến thì chưa có gì là chính xác cả. Thông tin trên hãng thì cũng chưa có gì là chính xác hết cả. Ghi nhận của VTC14 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V, một trong những đơn vị có phương tiện đăng ký lớn nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì trong một buổi sáng chỉ có 4 xe đăng kiểm mới, trong đó có một xe không nằm trong diện giảm thuế. Đáng chú ý, đây là các mẫu của phiên bản xe năm 2017. So với cùng thời điểm năm 2017, thì lượng xe mới đăng kiểm giảm chứ không tăng. Tất nhiên là so với kỳ vọng thì là người tiêu dùng nói chung thì ai cũng muốn được sản phẩm giá nó giảm hơn nữa, giá tốt hơn nữa, nhưng mà sản phẩm ô tô thì chưa được khuyến khích tiêu dùng cho nên mình xác định là không thể rẻ hơn được nữa. Các doanh nghiệp còn phải có thời gian nhập khẩu xe về để hưởng. Còn hiện nay thì các xe mà nhập khẩu về thì hiện nay theo tôi đánh giá là vẫn xe những xe nhập khẩu từ giai đoạn 2017 bán cho khách và ở thời điểm này thì mới bán ra thôi. Cái lượng cũng chưa có và có thể lâu hơn nữa thì chính sách mới phát huy hiệu quả. Phải 3-4 tháng nữa, các doanh nghiệp mới có thể thực hiện việc nhập khẩu linh kiện với giá ưu đãi thuế suất 0%. Nhưng đó mới chỉ là dự kiến, còn việc người mua có được hưởng với một mức giá ưu đãi hay không thì lại là một câu chuyện khác. Vâng, thưa quý vị, giá xe ô tô hiện đang được chia làm rất nhiều phân khúc, thậm chí là chỉ cần 300 triệu đồng thì cũng có thể sở hữu được một chiếc xe mới tinh. Nhiều người kỳ vọng rằng là khi thuế suất về 0% thì giá xe sẽ còn tiếp tục giảm nữa, thậm chí là giảm sâu vào năm 2018, sẽ được coi là năm bùng nổ phương tiện cá nhân xe ô tô. Và cơ sở để nhiều người kỳ vọng đó là thời gian qua thì những chiếc xe có giá bạc tỷ đột ngột giảm giá tới 300-400 triệu đồng, khiến cho nhiều người hồ hởi chờ đợi sắp có xe giá rẻ để mua. Và thực tế thời gian qua thì nhiều người đã có tâm lý là chờ, thậm chí là găm tiền để mua xe ô tô khi mà thuế suất ô tô về 0%. Vậy nhưng từ ước mơ tới thực tế có lẽ không hề dễ dàng. Và sau đây là quan điểm của các chuyên gia về ô tô, liệu năm 2018 giá xe ô tô có thực sự là siêu rẻ hay không? Mua xe ô tô, theo các chuyên gia, thực tế không khó khi nhiều ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng tới 80% tổng giá trị xe. Tuy nhiên, để mua được xe giá rẻ, chất lượng thì lại không dễ dàng gì. Cuối năm 2017, các hãng xe đã đua nhau giảm giá, thậm chí là giảm sâu. Nhiều phiên bản đã giảm tới trên 300 triệu đồng cho các mẫu xe có giá trên 1 tỷ đồng. Riêng các mẫu xe có giá từ 500 đến 700 triệu đồng thì cũng giảm lên tới hàng chục triệu đồng. Có mẫu đã giảm sâu tới 70 triệu đồng. Vì thế, khi thuế suất về không, một số chuyên gia đã không kỳ vọng nhiều vào việc giá xe sẽ tiếp tục giảm sâu. Vấn đề thuế suất trước bạ các thứ có đề xuất tăng lên nữa thì nó sẽ có giảm nhưng không giảm nhiều được nữa. Và về cái giá thì tôi sợ rằng là nó vẫn ổn định ở mức này hoặc là có thể có thì cũng giảm rất ít, không thể nào phải giảm được nhiều nữa. Theo cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN ATIGA, những xe có tỷ lệ nội địa hóa nội khối từ 40% trở lên sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu 0%.
Từ 2018, Việt Nam nhập ô tô từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia với thuế 0%, giảm sâu với mức thuế ở 2017 là 30%. Giá xe 2018 không thể rẻ được bởi vẫn rất nhiều yếu tố. Không phải là chỉ giảm thuế là xe sẽ giảm. Cũng theo ông Thắng, xe hơi muốn được giảm giá phải đáp ứng đủ hai tiêu chí, sản xuất bởi một nước ASEAN và tỷ lệ nội địa hóa nội khối là 40%. Xe nhập từ ASEAN nhưng tỷ lệ nội địa thấp hơn 40% hoặc xe nhập từ một nước ngoài ASEAN như Hàn Quốc, Nhật, châu Âu cũng không được hưởng mức ưu đãi này. Ngoài ra, trong giai đoạn 1, tức nửa đầu 2018, các hãng sản xuất xe con dưới 9 chỗ, động cơ 2.5 trở xuống muốn được ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện 0% phải đảm bảo hai điều kiện: sản lượng chung từ 8.000 xe trở lên và một mẫu xe cam kết phải từ 3.000 xe trở lên. Giá xe có thể rẻ, nhưng để xe lưu hành được sẽ không rẻ, thậm chí có thể sẽ cao hơn cái mức bây giờ. Tuy nhiên, hiện nay cái nhu cầu về tăng trưởng về xe cá nhân đang lên cao và các cái hạ tầng giao thông đang đáp ứng không kịp. Thông tin mà đưa ra nó kỳ vọng nhiều quá, người ta cứ hy vọng nhiều quá, nhưng thực tế đến giờ phút này ngã ngũ rồi thì nó cũng thực tế nó không thấy giảm nữa thì người ta sẽ không đợi chờ nữa và vẫn cứ quyết định để mua. Cơ chế cho doanh nghiệp giảm giá xe là có, nhưng để đáp ứng được các tiêu chí dường như là bài toán không phải dễ. Và để sở hữu một chiếc xe giá rẻ, chất lượng, có lẽ với người Việt Nam đang còn là câu chuyện xa vời. Xét về hạ tầng, tại thời điểm này, đường phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ nhúc nhích. Nếu giấc mơ xe giá rẻ thành hiện thực, nhiều người ví von, các thành phố sẽ giống như chiếc thùng.